Thợ sơn đu mình sơn nhà cao tầng, đáng sợ nhất vẫn là phần đầu sợi dây treo. Việc các công nhân treo mình trên những sợi dây để sơn nhà hoặc lau kính tại các cao ốc đã không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, người công nhân làm công việc sơn tường một ngôi nhà ở Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ mới đây đã khiến nhiều người phải khiếp sợ. Cụ thể, trong đoạn clip do một người dân gần đó ghi lại, anh này làm việc trong điều kiện không có dây bảo hộ an toàn, ngồi trên vên bên ngoài tầng 5 của một ngôi nhà khiến nhiều người hoảng hốt. Đáng sợ hơn nữa, ở phía đầu dây còn lại, một người đàn ông khác đang ngồi trên nóc nhà để cầm dây cho anh, chứ không hề cố định an toàn vào một nơi nào đó. Nhiều người cho rằng, rất có thể trên sân thượng ngôi nhà không hề có một vật dụng gì đủ vững chắc để những người công nhân có thể buộc được sợi dây nên họ mới phải làm theo cách trên. Đoạn clip không cho biết những người công nhân kết thúc công việc của mình ra sao, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng những người này nên có biện pháp an toàn cho riêng mình trong những lần sau, bởi tính mạng thì ai cũng chỉ có một mà thôi. Cơ quan điều tra hình sự của quân đội đề nghị bàn giao vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ đứt lìa chân. Ngày 8 tháng 9, thông tin từ Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết, đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Đồ Sơn. Trước đó, vào hồi 18 giờ 5 phút ngày 4 tháng 9 tại khu 2 phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, xe ô tô 5 chỗ màu trắng hiệu Luxgen đang di chuyển trên đường đã bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm thẳng vào nhà hàng C54 Hải Dương. Cú đâm khiến bà Nguyễn Thị Ngát, sinh năm 1961, chủ nhà hàng C54 Hải Dương, bị thương rất nặng khi đang ngồi cùng chồng là ông Vũ Hồng Thơm, sinh năm 1961, và con trai là anh Vũ Hồng Dương, sinh năm 1997, trước cửa nhà hàng. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chân trái bị đứt lìa tận vùng đùi. Người điều khiển ô tô gây tai nạn là ông Bùi Tiến Dương, sinh năm 1978, hiện là Phó trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Người này sau đó đã không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn. Ngày 5 tháng 9, Công an quận Đồ Sơn có công văn đề nghị Bệnh viện Hải quân tiến hành lấy mẫu máu của lái xe Bùi Tiến Dương để xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy. Tuy nhiên, Bệnh viện Hải quân có công văn trả lời không thể thực hiện do không thuộc các chỉ định trong trường hợp cấp cứu bệnh nhân. Cùng ngày 5 tháng 9, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 1, Quân khu 3 có công văn đề nghị Công an quận Đồ Sơn bàn giao hồ sơ vụ tai nạn giao thông trên để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Thạch siro dừa, kẹo ngậm là tác nhân chính khiến 25 học sinh ở Cao Bằng ngộ độc. Như đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 7 tháng 9 trong giờ ra chơi, tại điểm trường Bản Khâu thuộc trường tiểu học Việt Chu, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, Cao Bằng, có 25 học sinh bị ngộ độc sau khi ăn kẹo và thạch siro dừa mua bên ngoài cổng trường. Sau khi ăn, các em có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng. Các học sinh này được thầy cô và nhân viên y tế của trường đưa đến trung tâm y tế huyện Hạ Lang cấp cứu. Hiện sức khỏe hầu hết các học sinh đã ổn định, trở về nhà. 5 trường hợp đang ở lại trung tâm y tế huyện để tiếp tục theo dõi. Ngày 8 tháng 9, bác sĩ Đàm Văn Phó, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang thông tin, chiều ngày 7 tháng 9, Trung tâm Y tế đã kiểm tra số sản phẩm kẹo và thạch siro dừa tại cơ sở kinh doanh đã bán kẹo và thạch cho 25 học sinh kể trên. Theo đó, thạch siro dừa có ngày sản xuất 25 tháng 8 năm 2023, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất, được sản xuất tại cơ sở chế biến thực phẩm bánh kẹo Dương Thịnh Phát, địa chỉ Hà Nội, do nhà phân phối Lâm Minh, thành phố Cao Bằng cung ứng. Kẹo ngậm hương vị sữa chua và dâu tây có ngày sản xuất 2 tháng 5 năm 2023, hạn sử dụng ngày 1 tháng 5 năm 2025, sản xuất tại Trung Quốc, đơn vị nhập khẩu, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xuất nhập khẩu Hải Đăng, do nhà phân phối Lâm Minh, địa chỉ tại tổ 21, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng cung cấp. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tebaloka Việt Nam du lịch không ngờ bị bắt làm máy đập lúa chạy bằng cơm. Một chàng trai từ Tây Ban Nha xách ba lô đến Sapa du lịch, do không hiểu nhiều về các hoạt động bản địa nhưng lại thích trải nghiệm, nên anh đã thuê một bạn hướng dẫn viên đi theo hỗ trợ. Nào ngờ gặp phải hướng dẫn viên tàn ác, sang Việt Nam du lịch để tham thú vui chơi thư giãn, nhưng chẳng may vớ phải hướng dẫn viên trung thành với triết lý, có làm thì mới có ăn. Thế là từ đó, chàng trai thủ đô nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Anh chàng phải hóa thân thành nông dân chính hiệu để biết được sự vất vả của những người làm ra hạt gạo. Nhìn anh tay vụng về biến thành máy đập lúa chạy bằng cơm mà ai cũng vừa thương vừa buồn cười. Sau khi xem đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã kéo nhau để lại bình luận kiểu khỏi phải dẫn đi nhiều nơi, lại còn làm được việc nữa. Tối lại qua chủ ruộng đòi tiền công. Để dành tiền đi du lịch,
ai dè gặp hướng dẫn tàn ác, bắt đập lúa muốn bay cặp cánh. Đi làm cực khổ mà còn phải trả tiền nữa chứ. Đề nghị thúc đẩy tour du lịch nhập khẩu lao động kiểu này. Rò rỉ khí ga tại nhà xưởng khiến 10 người thiệt mạng. Ngày 8 tháng 9, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 9 tại một nhà xưởng trong khu công nghiệp ở huyện Hanjin Banner, thành phố Odok, thuộc khu tự trị Nội Mông. Chính quyền địa phương xác nhận vụ phun khí ga áp suất cao tại nhà xưởng này đã khiến nhiều công nhân đang làm việc trên cao bị ngã xuống. Đã có 8 người tử vong tại hiện trường và 5 người bị thương. Hai trong số đó không qua khỏi khi đang được điều trị y tế. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp địa phương, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã tham gia các hoạt động cứu hộ. Hiện giới chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Triều cường sớm, sụt lún liên tục xảy ra ở Cần Thơ. Đợt rằm tháng 7 âm lịch, thành phố Cần Thơ lại lên đên nước, nhất là vào ngày 4 tháng 9 năm 2023, nước dâng tại các tuyến Huỳnh Cương, Cách mạng tháng 8, Mậu Thân, đoạn cầu Rạch Ngõng, Trần Hưng Đạo, khiến việc di chuyển của người dân, hoạt động kinh doanh trở nên vất vả hơn. Song theo người dân, điều bất thường là những năm trước, con nước này sẽ không gây ngập. Thường xuyên tập thể dục ở hồ Sáng Thổi, đường Huỳnh Cương, ông Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ, hàng năm con nước cuối tháng 8 và rằm tháng 9 âm lịch là có khả năng gây ngập cao nhất vì là thời gian nước lũ về nhiều. Nhưng một điều lạ là từ tháng 7 năm nay, nước đã ngập, tôi lo là đất đồng bằng đang bị sụt lún. Theo số liệu đo đạc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở 287 mốc chuẩn quan trắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong hơn 10 năm gần đây cho thấy, tốc độ sụt lún đất trung bình là 0,96cm trên năm, trong khi mỗi năm mực nước biển lại dâng thêm 0,35cm. Kết quả cho thấy, với tốc độ sụt lún đất và nước biển dâng, tình trạng ngập lụt sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Để giải quyết tình trạng ngập nặng trong nội thành, Cần Thơ đã và đang cho triển khai nhiều công trình, dự án chống ngập như nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước của 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều. Công trình Âu Thuyền Cái Khế nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đến đường Hoàng Quốc Việt. Chạy đua giải cứu nhà thám hiểm Mỹ kẹt ở hang sâu 1.000m. Hiệp hội cứu hộ hang động châu Âu cho biết, nhà thám hiểm hang động giàu kinh nghiệm người Mỹ Mark Diskay, 40 tuổi, đột nhiên bị ốm trong chuyến đi cùng 3 người Mỹ khác tại hang động Moka thuộc dãy núi Taurus phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin Reuters, ông Diskay có thể bị xuất huyết tiêu hóa. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và điều trị cho Diskay, nhưng sẽ mất vài ngày cho đến vài tuần để đưa ông ra khỏi hang. Ông Diskay đã gửi một video từ bên trong hang động để cảm ơn nỗ lực cứu hộ của cộng đồng thám hiểm và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Video được cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 7 tháng 9. Trong video, nhà thám hiểm 40 tuổi cho hay, ông tỉnh táo và nói chuyện được nhưng còn bệnh trong người, đồng thời sẽ rất cần nhiều sự giúp đỡ để ra khỏi hang. Theo một nhóm giải cứu hang động có trụ sở tại New Jersey, Mỹ, ông Diskay đã ngừng nôn mửa và đã ăn được sau nhiều ngày. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến ông Diskay đổ bệnh trong lúc thám hiểm hang động. Ông Diskay mắc kẹt tại nơi quá hẹp nên cáng cứu hộ không thể luồn qua và nhiệt độ bên trong chỉ khoảng 4-6 độ C. Một người đến từ Liên đoàn Hang động Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất là mở các lối đi hẹp trong hang để luồn cáng cứu hộ qua. Việc này tốn nhiều công sức và đòi hỏi người cứu hộ phải có nhiều kinh nghiệm. Lộ diện kẻ chuyên gã tình giao cấu với các bé gái tại Đà Nẵng. Ngày 8 tháng 9, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tạm giữ khẩn cấp Dương Văn Hiếu, sinh năm 1991, trú Đắk Nông, để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Công an huyện Hòa Vang phối hợp với Công an xã Hòa Châu tiếp nhận xử lý thông tin vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra tại xã Hòa Châu. Bị hại là em Nhi, 12 tuổi, đối tượng phạm tội không rõ lai lịch nhân thân. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo công an huyện, xác lập chuyên án để đấu tranh. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phát hiện nghi phạm tên là Dương Văn Hiếu. Công an xác định Hiếu đã sử dụng tài khoản Facebook giả là Nam Nguyên để dụ dỗ trẻ em đang tuổi dậy thì thực hiện hành vi giao cấu. Đến tối ngày 6 tháng 9 năm 2023, ban chuyên án quyết định bắt khẩn cấp Hiếu khi đối tượng đang tiếp tục dụ dỗ thêm một trường hợp trẻ em khác tại Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận đã sử dụng Facebook và nhân thân giả để nhiều lần giao cấu với em Nhi. Ngoài ra, qua xác minh, Hiếu còn dụ dỗ rất nhiều em bé gái khác,
bản thân đối tượng có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em. Bé gái 14 tuổi mang thai nói chồng không chấp nhận vì mang bầu con trai. Trước đó như đã thông tin, ngày 31 tháng 8 trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh được cho là một bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng đang ở nhờ nhà người quen tại phường 5, thành phố Vĩnh Long, kèm theo lời kêu gọi giúp đỡ. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận ở địa phương. Chủ bài viết cho biết cô bé hiện không sống cùng cha mẹ, lo lắng vì không biết cô sinh nở thế nào nên kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Qua tìm hiểu, cô bé này tên Giang, 14 tuổi, quê ở Hậu Giang. Bé kể, qua mối quan hệ của mẹ ruột, cô quen biết với chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai không dám làm đám cưới trình trang mà chỉ có mâm cơm nho nhỏ để ra mắt tổ tiên. Ở với nhau một thời gian thì Giang mang thai. Thế nhưng ngay khi biết kết quả siêu âm thai là con trai, người chồng đã trở mặt hất hủi, đối xử tệ với em. Ảnh nói bây giờ bé gái mới được chấp nhận, con trai thì ảnh không chấp nhận. Ảnh kêu một là đi phá thai, hai là muốn mang thì đi đâu thì mang, chứ ảnh không có nuôi. Giang kể lại, suốt thời gian thai nghén em không nhận được sự yêu thương chăm sóc từ chồng. Bụng mang dạ chữa, Giang vẫn cố gắng đi lượm ve chai để tự nuôi mình và tích lũy tiền chờ ngày sinh con. Nhưng theo lời Giang, vì kịch hơn là chồng em bị nghiện chơi game trên điện thoại, nên mỗi khi em kiếm tiền đều bị chồng lột sạch, em không đưa sẽ bị chồng hành hung. Cuộc sống khổ sở áp lực quá nên em đã bỏ trốn khỏi gia đình chồng để sang phường 5 thành phố Vĩnh Long tìm người quen. Nhắc đến cha mẹ, Giang bùi ngùi cho biết cả hai đã ly hôn. Hiện mẹ em ở cùng cha dượng nên cô không muốn về nhà mẹ sống cùng. Được biết, chồng em là Võ Vũ An, 39 tuổi, hiện đang bị tạm giữ để điều tra. Bị vợ bỏ khi đang ngồi tù, người đàn ông kiện đòi lại nhà đất từng tặng cô. Đang thụ án tù tại Đài Bắc, Đài Loan, người đàn ông họ Diệp đâm đơn kiện cô Tăng, vợ cũ, vì cho rằng cô gian dối trong hôn nhân. Trong đơn kiện, Diệp cũng đòi lại nhà cửa đất đai mình từng tặng cô trong quá khứ. Trước đó, Tòa án Tối cao thành phố Đài Bắc chấp nhận đơn xin ly dị của cô Tăng và xác định rằng cuộc hôn nhân của họ tan vỡ là do hành vi của người chồng. Về vụ kiện của Diệp, tòa án cho biết Diệp quyết định đòi lại tài sản đất đai nhà cửa mà anh từng tặng cô Tăng khi còn là vợ chồng. Người đàn ông này cho rằng anh có quyền hủy bỏ việc tặng tài sản theo quyền cá nhân và đã thông báo điều đó cho vợ cũ qua một lá thư. Cô Tăng phản đối, nói rằng Diệp từng kiện tụng về vấn đề này và tòa án thành phố Đài Bắc đã bác đơn. Cô cho biết hai vợ chồng bất hòa do Diệp có quan hệ tình ái bất chính với một người phụ nữ khác và bị kết án tù về tội lừa đảo. Chồng vào tù, cô Tăng mới đâm đơn ly hôn và được tòa án chấp thuận. Tại tòa án Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc đã yêu cầu điều tra và tìm thấy rằng bằng chứng về việc Diệp lừa đảo, đồng thời lưu ý rằng anh đang trong quá trình thụ án tại nhà tù vì tội này cùng tội làm giả tài liệu. Ngoài ra, tòa cũng nhận được báo cáo về hành vi bạo hành gia đình của Diệp khi còn chung sống với cô Tăng. Mặt khác, trong vụ ly hôn này, tòa không tìm thấy bất kỳ hành vi lừa đảo nào từ phía người vợ. Cuối cùng, tòa án quận Sĩ Lâm phán định nguyên nhân dẫn đến ly hôn chính là hành vi sai trái của Diệp. Tòa bác bỏ đơn kiện đòi lại tài sản của người đàn ông này. Trường quốc tế Chòi Xanh sẽ mở cửa lại vào ngày 11 tháng 9. Ngày 8 tháng 9, bà Trần Thị Quyên, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh về việc trường trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Chòi Xanh đóng cửa trước ngày khai giảng năm học mới, Sở đã kiểm tra, làm việc với trường này. Tại buổi làm việc, đại diện trường lý giải nguyên nhân đóng cửa là do hết hạn hợp đồng thuê cơ sở vật chất, địa điểm dạy học hiện tại. Đại diện trường nói sẽ mượn cơ sở vật chất của một đơn vị khác để tiếp tục giảng dạy. Bà Quyên cho hay, trong số những em đã học tại trường quốc tế Chòi Xanh, có 37 em đã chuyển sang học tại trường quốc tế Hội An, một số em chuyển trường khác và một số em vẫn đang chờ trường hoạt động trở lại. Bà Trần Thị Quyên thông tin, trường quốc tế Chòi Xanh thông báo sẽ hoạt động trở lại vào ngày 11 tháng 9 tới. Sở đã nhận được báo cáo của trường. Hiện tại bà Catherine Claire McKinley chưa trở lại Việt Nam, nhưng bà có ủy quyền cho người ở Việt Nam thay mặt bà điều hành hoạt động, giải quyết công việc có liên quan, bà Trần Thị Quyên thông tin. Kết quả bất ngờ về tác nhân gây dịch đau mắt đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tìm được tác nhân gây ra bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn thời gian gần đây.
Nhóm nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford, viết tắt là OUCRU, Bệnh viện Mắt và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã tiến hành khảo sát nhanh, xét nghiệm tìm nguyên nhân. Nhóm nghiên cứu lấy mẫu của 39 bệnh nhân đau mắt đỏ đến Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh khám vào ngày 7 tháng 9. Trong đó, 13 bệnh nhân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, còn lại là người bệnh từ các tỉnh như Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang. 39 mẫu bệnh phẩm được gửi đến phòng xét nghiệm của đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi, hợp tác với OUCRU để thực hiện kỹ thuật PCR đa mồi. Kết quả, nhóm nghiên cứu phát hiện virus adeno trong 5 bệnh nhân và virus entero trong 32 bệnh nhân, 2 ca không tìm thấy tác nhân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận virus entero và virus adeno là hai tác nhân được tìm thấy trong 95% bệnh nhân được xét nghiệm. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phân tích giải mã gen nhằm định danh chính xác kiểu huyết thanh và kiểu gen của các virus gây bệnh. Trước đó, các báo cáo cho thấy trong 8 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 71.740 trường hợp viêm kết mạc, đau mắt đỏ đến các cơ sở y tế thăm khám. Khoảng 1/3 trong số đó là trẻ em ở tuổi đi học. Số ca mắc trong những ngày gần đây có xu hướng tăng so với những tháng đầu năm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn truy tìm tác nhân gây bệnh. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.